Bữa nay mình ghé lại nhà của bé Tịnh Kim Quy. Lúc trước thì Lan An Giang có nhờ các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bé chi phí khám trị bệnh. Bữa nay thì cũng thấy cũng đỡ đỡ mà cũng vậy rồi. Có cái không biết là tới giờ là không biết sao bé bị bệnh gì chính xác luôn. Dạ. Nghe mẹ của bé nói là chỉ là bé nói là lấy tỷ cũng nhiều lắm. 6 lần lấy tỷ rồi, bây giờ là nó nói chỉ là bị sơ tỷ thôi, không có tìm ra cái nguyên nhân bị cái lách, là ra cái nguyên nhân gì. Như là cái cây nó mập lên có cái rễ mới mập, còn cái này nó không có rễ tự lên mọc cái cây, mà bác sĩ không có tìm ra được cái nguyên nhân đó được. Chưa biết bệnh gì mà con bé năm nay là con là 2008 đúng không? Cứ nhớ như cô sinh 2008 đúng không? Dạ. Là coi như là 16 17 tuổi rồi. Dạ. Mà giờ thì cũng như bị bệnh đó giờ cũng từ nhỏ. Bệnh từ lúc 3 tuổi tới giờ. Mà vậy giờ dẫn đi bác sĩ bình thường đi. Nhỏ xíu con à. Nè bé Duy rất là xinh xắn dễ thương, mà nhỏ xíu con à. Ê cô đứng lên thử chú coi nè, là coi như chỉ ốm cả gì nè. Chừng không tới 1m4 nữa. Rồi ngồi đi xuống đi con. Hai mẹ con là ở bên lúc trước ở bên Cam, rồi về đây ở nhờ của nhà bà con ở Bình Khánh. Nhà bà con Bình Khánh. Rồi hiện tại chị đi làm ở đâu rồi? Đi làm ở công ty Túc ở dưới Thốt Nốt chứ. À, công ty Đông để nuôi bé đó phải không? Dạ. Rồi đi khám đều đều Sài Gòn hoài. Đi mỗi tháng, không có tháng nào bác sĩ hẹn giờ nào đi giờ đó. Đây là giấy tờ khám đủ thứ chỗ nha, mà cũng gần như không biết là chính xác là bệnh gì, cứ bệnh gì luôn. Cứ uống thuốc hoài luôn mà không biết bệnh gì, không phát hiện đột biến gen gì này, cái giấy tờ gì. Anh này là giờ là cái này mắng lấy tỷ đây. Thấy cũng lạ. Con này cũng bé bị lúc trước tưởng đâu là lá lách phải không? Dạ. Mà cũng không có. Nó không có tìm ra cái nguyên nhân lá lách gì, bởi vì cắt không có được. Nó chích ngừa cắt hết trơn luôn nè. Nên tôi là hồi lúc mà tôi nhắn với anh đó là nói là chờ 9 giờ là con bé lên ca mẫu mổ. Dạ đúng rồi. À, nó kêu 9 giờ lên ca mẫu. Tới làm việc là 8 giờ cái bác sĩ nói chị ơi, con bé Huy là đình lợi đi, mổ không có được đâu. Thôi em cho xuất viện về. Bác sĩ cho xuất viện về thì biết xuất viện về cái nó hẹn lên 2 tuần lên tới khám. Cũng dẫn lên 2 tuần lên tới khám. Mà tới khám rồi nó cho tới 1 tháng. 1 tháng sau nó mới cho thuốc chích với thuốc uống. Giờ lần này nó không đưa thuốc chích mà không đưa thuốc uống luôn, chỉ đưa thuốc có 5.000 thôi. Một là mà lần trước mỗi lần lên thì là tốn 2.1 triệu. Tiền thuốc không 2.1 triệu. Hiện tại thì Lan An Giang cũng còn giữ giùm cho mẹ hai mẹ con của bé Quy là 30 triệu. Là cứ lâu lâu đi khám á, mà hết tiền cái gì thì gửi một ít để đi khám tới giờ hoài luôn. Dạ cũng nhờ rồi đó, bây giờ cũng vẫn bảo là giúp đỡ dữ lắm. Nếu bà không giúp đỡ chết luôn, không có tiền luôn. Tiền lúc trước nhập viện cũng vậy, còn tay bảo là giờ chuyển vô lên tài khoản lên là giờ đóng tiền cho bệnh viện không, chứ mẹ con không có tiền. Nói chung là đời lên xe đi là không có tiền luôn đó. Ốm mà tay chân ốm mà lại chỗ cái giống như cái bụng hơi nó phình to. Dạ cái bụng to. Dạ. Mà thấy nước da nó mặn mòi hơn lúc trước. À hiện tại thì đỡ một chút rồi, có uống kèm thuốc nam vô. Dạ kèm thuốc nam chứ vô. Chứ cũng dạ nào hủ thuốc nam. Đây là dạ chứ giờ cũng không biết chính xác là bệnh gì không luôn. Biết bệnh gì. Có ai mà có gặp trường hợp mà bệnh giống giống như bé Kim Quy á thì có thể liên hệ để hướng dẫn thêm, rồi biết đâu lại tìm được người biết đúng bệnh để trị cho hơn dứt điểm. Bé cũng dễ thương lắm, nhắn tin nói chuyện lanh lợi lắm, ở ngoài thì hơi nhát. Bác sĩ nói là nó mời người ta chỉ là chẩn đoán nghe, là lợi khám nó chỉ có một cái bác sĩ thôi. Yeah. Rồi chứ không chứng khoa là trong bệnh viện Chợ Rẫy tất cả luôn, tất cả khoa nào cũng lợi hết luôn. Bữa đó nó lên hết tăng là bác sĩ không, không nó nhờ hết các bác sĩ lợi đặng chẩn đoán nhỏ này là tất cả bác sĩ lợi là chấm mặt luôn, rồi là không biết đường nào luôn. Thôi cho xuất viện về đi, rồi hẹn ngày tới khám lợi, đi tới khám lợi. Lấy tỷ thì 6 lần mà lấy máu thì không biết bao nhiêu lần. Hôm đó báo mỗi tháng nào cũng lấy chứ. Rồi kêu đi chích ngừa, là chích ngừa được cũng tốn hết 1.8 triệu. Chích ngừa cái gì? Chích ngừa đặng mổ lá lách đó. Cũng hết 1.8 triệu á. Chích ngừa cũng hết 1.8 triệu. Hai mẹ con chích ngừa bữa đó cũng ngủ lang thang chết luôn, ngủ ở bên bánh xe. Rồi con ăn uống được không?
Ngon không? Ngon. Ăn nhiều không? Rồi ngủ được không? À, lúc trước thì hay bị đau bụng. Đau bụng chứ ăn không được. Đúng rồi, ăn không được. Bây giờ thì đợt này quay lại thì thấy tươi tỉnh hơn lúc trước nè, dạ, cũng đỡ. Dạ, nó ăn được. Dạ. Nó mở gì nó ăn được, rồi chứ nó thấy khỏe khỏe tôi mới đi làm được. Chứ không thấy vô nước biển, lúc trước lại là nằm vô nước biển luôn. Dạ. Làm mới có được hơn tháng nay à. Dạ. Thức 3 giờ đi đó, 3 giờ khuya thức đó, tới 5, 6 giờ mới có về được. Dạ. Hiện tại gì cũng đỡ rồi. Dạ. Nhưng mà cũng nhờ mấy bạn có xem qua, thấy hoàn cảnh của bé Tịnh Kim Quy nè, thì mình biết cái chỗ nào có bé nào tương tự á, biết cái bệnh này nè, mình hướng dẫn thử coi. Dạ, sao ha. Dẫn dùng tôi cách mang ơn nhiều. Gia đình thì khó khăn, không có tiền, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau thôi. Thì tiền đi trị bệnh là từ các nhỏ tâm gửi từ lần trước á, mấy tháng rồi. Tới giờ thì vẫn còn giữ dùm 30 triệu để trị trong một thời gian nữa. Dạ, ở nhờ chị em cho ở nhờ chứ không có ở trọ đó. Dạ. Chứ ở trọ cũng khổ. Dạ. Thấy khổ quá rồi cho ở nhờ, ở đậu. Chứ không có tốn tiền nhà trọ, tiền điện này cái nọ, cháu nó ra hết trơn. Nghĩa là cháu làm mình kiếm tiền mình nuôi nó thôi, mình lo cho nó thôi. Lúc này đi làm được cũng đỡ hơn lúc trước. Dạ. Rồi, chúc con khỏe mạnh nha. Bữa nào rảnh chú chạy lên nữa. Dạ. Mà quá trời luôn, trời ơi, mà được luôn. Nhờ anh mới gần thôi, mẹ con tôi ở khổ. Tiền viện, tiền gì là một tay ổng lo hết trơn luôn, tiền xe, tiền cộ. Trời ơi, em cũng chỉ đứng trung gian nhờ mọi người giúp thôi. Thì cũng nhờ anh mới vận động mới có được, không có nhờ anh sao nào vận động được. Có lợt đó hả? Anh nó không hiểu biết sao không ăn lẻn bên nào.